Là hỏi là hoa màu gà mình có ngắt đọt hay không á, thì ở đây á, thì thông thường là mình sẽ không có ngắt đọt nha các bạn ha. Ví dụ như là cái chậu là C10 của mình đi, mà anh em trồng một cây á, thì anh em sẽ trồng ở chính giữa. Còn đối với mà những bạn mà ngắt đọt á, thì mình sẽ trồng ở ba cây ở ba gốc ha.